Sắp tới giờ rồi đó, cả nhà chuẩn bị lên bờ nha. Ủa thằng con đâu rồi mình? Nó đang lặn ở dưới đáy hồ đó. Mình xuống kêu con lên đi nè. Tôi nói nó không có nghe, làm hà mã mà không chịu, tối ngày đòi lặn sâu đến thở lâu làm người cá ti cá. Thì cũng tại mình cứ kể chuyện về tiên cá ti un cho con nghe riết nó bị lặn luôn rồi đó. Nãy giờ ba mẹ nói xấu gì về tiên cá ti un của con vậy? À, hỏi ba cứ con đi. Thì ba mẹ lo lắng cho con ở dưới đáy hồ nước lâu quá chứ sao. Ba mẹ ơi, đừng có lo lắng cho con, không có sao đâu. Chừng nào con trở thành tiên cá rồi, con sẽ cứu cả dòng họ mình thoát khỏi tuyệt chủng. Lại nữa rồi, sao con cứ tối ngày cứ muốn làm tiên cá hoài vậy? Lại hà mã của mình nín thở không được 5 phút dưới nước. Lại hà mã của mình nín thở không tới 5 phút dưới nước. Làm tiên cá giống tiêu nín thở trên 5 phút rưỡi. Tại sao ba mẹ lại nói như thế với thần tượng của con? Ba mẹ nói là không có được cãi lại nghe chưa? Đúng là tiêu hay thiệt, nhưng con cũng đừng lúc nào cứ nói đến tiêu mãi như thế, vì sẽ làm cho kẻ xấu ghen tị, phỉ báng và muốn hãm hại tiên cá cuối cùng của chúng ta. Ba con nói đúng rồi đó. Ba mẹ rất biết ơn vì sự hỗ trợ 2 năm qua của Ti-un dành cho loài hà mã của chúng ta. Tuy là mỗi tháng có 15 đô, nhưng anh ta đã đại diện cho cả một quốc gia Việt Nam với hơn 73 triệu dân, đóng góp và tuyên truyền để bảo vệ cho loài hà mã Nam Phi. Nhưng con là hà mã chứ không phải là tiên cá. Con không thể đi hai chân và mang được đuôi tiên cá như Ti-un. Chỉ có con người học bơi tiên cá với Ti-un mới có thể trở thành tiên cá mà thôi. Tại sao ba mẹ lại nghĩ con không thể thành tiên cá, trong khi con có thể sống dưới nước và đi lại trên bờ giống Ti-un? Mà số chân của con cũng gấp đôi nữa, 4 chân mà. Thôi thì cứ cho con mơ ước trở thành tiên cá đi. Nhưng làm tiên cá phải thực hiện sứ mệnh kêu gọi bảo vệ, động vật khắp nơi. Còn chúng ta là hà mã, chỉ có thể sống trong đầm lầy, ăn uống qua ngày, đợi cho con người hết ác độc, thì chúng ta mới được trả tự do. Hà mã chúng ta không có tiếng mồ hôi nên không có sống xa nước lâu được. Nhưng da chúng ta có tiết ra chất nhờn đỏ để chống tia cực tím. Chúng ta có thể nhìn ngửi nghe dưới nước là một lợi thế hơn các loài vật khác. Chúng ta chỉ cần ăn thực vật là đã khỏe mạnh rồi. Có thể chạy lẹ hơn cả người và bơi nhanh hơn cả cano. Dạ con hiểu rồi, nhưng con vẫn muốn được làm tiên cá mà thôi. Ok, vậy thì cả gia đình chúng ta cùng đi xuống nước, tập lặn đến thở lâu dưới nước giống tiên cá Ti-un. Vậy được chưa nè? Dạ, hoan hô ba.